Thưa quý vị, 5 sinh viên khoa cơ khí Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã thiết kế thiết bị giám sát truyền dịch cho bệnh nhân COVID-19. Dự án vừa được trao giải nhất cuộc thi sáng tạo Bách khoa năm 2020. Đặt vào một tình huống giả định, bệnh nhân COVID-19 đều phải truyền dịch và cách ly, không có người thân chăm sóc, dẫn đến khối lượng công việc, các bác sĩ y tá bị quá tải, khó khăn trong việc bao quát hết các bệnh nhân. Khi không có ai giúp đỡ, họ không thể tự mình báo bác sĩ khi đã hết dịch truyền. Nếu biến cố xảy ra, sẽ rất khó khăn khi quá đông bệnh nhân một lúc hoặc trong đêm tối. Để giải quyết vấn đề này, một nhóm các bạn sinh viên có tên BK307 đã phát triển thành công thiết bị giám sát truyền dịch. Ưu điểm của thiết bị là tự động đếm ngược thời gian truyền dịch, cảnh báo trực tiếp tới bác sĩ nếu sự cố xảy ra. Sản phẩm thì có ứng dụng theo dõi bình truyền dịch thì có thể biết được là thiết bị đang hoạt động ở giường bệnh nào, tên bệnh nhân là gì, lượng truyền dịch đang là bao nhiêu và tên thuốc đang truyền dịch. Còn lại thì bác sĩ có thể điều chỉnh tăng vận tốc, giảm vận tốc tùy theo điều kiện cho phép của điều kiện thực tế. Từ bản thiết kế đầu tiên, các mẫu vỏ được vẽ trên máy tính và tạo ra trực tiếp bằng máy in 3D. Trong quá trình thử nghiệm, giúp quá trình kiểm tra, điều chỉnh được nhanh chóng, từ đó tối ưu hóa kích thước của thiết bị. Bên trong thiết bị là cụm cảm biến gắn tia hồng ngoại được đặt đối xứng qua bầu truyền dịch. Vì tia hồng ngoại không tiếp xúc trực tiếp với dịch truyền nên không làm ảnh hưởng tính chất giọt dịch. Việc sử dụng tia hồng ngoại giúp cảm biến nhận biết dễ dàng giọt dịch từ bình dịch, hỗ trợ đo vận tốc, thời gian kết thúc truyền dịch được chính xác hơn. Nhóm chúng tôi xây dựng trên nền tảng hệ thống quang là bức xạ ngoại, IoT là để truyền phát dữ liệu và cái cuối cùng là in 3D để thiết kế vỏ hộp một cách nhanh chóng nhất. Tia hồng ngoại chỉ hỗ trợ thiết bị đo chính xác hơn và tạo độ ổn định, còn chức năng đo vận tốc và thời gian giọt dịch truyền để đưa ra cảnh báo phụ thuộc hoàn toàn vào bộ vi mạch xử lý bên trong. Mỗi loại dịch truyền đều có tốc độ chảy khác nhau. Thiết bị lấy trung bình 5 giọt dịch rơi xuống trên một lần tính toán để tính vận tốc và thời gian chảy của giọt dịch sẽ được hiển thị trên màn hình nhỏ. Nếu vượt ngưỡng truyền cho phép hoặc dịch truyền hết, thiết bị phát âm thanh cảnh báo sau 3 giây. Một cái ưu điểm rất là lớn của cái thiết bị của mình đó là có một cái hệ cam đấy dùng để điều khiển cái tốc độ giọt, tức là bác sĩ có thể điều khiển cái tốc độ giọt đấy thông qua một cái phần mềm, một cái app trên điện thoại hoặc trên máy tính của cái bác sĩ. Và cái cuối cùng đó là cái thiết bị của mình thì nó được kết nối cái IoT, tức là gì? Tức là mình có những cái app chuyên dụng, app dành cho bệnh nhân, app dành cho bác sĩ. Đó. Thì tùy những cái đối tượng sử dụng sẽ có những cái sẽ có những cái chức năng khác nhau. Hiện nay trên thế giới đã sản xuất thiết bị đếm ngược dịch truyền nhưng giá thành cao và các thiết bị không kết nối với nhau. Ưu điểm của dự án là giá thành rẻ hơn nhiều các thiết bị ngoại nhập. Các thiết bị được kết nối với ứng dụng trên điện thoại di động thông qua mạng Wi-Fi. Cả người nhà và bác sĩ dù ở đâu cũng có thể biết tình hình bệnh nhân, có thể chăm sóc cho nhiều bệnh nhân một lúc, tiết kiệm thời gian, sức lực và trên hết là đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Với những ý nghĩa trên, dự án đã được trao giải nhất cuộc thi Sáng tạo Bách khoa năm 2020.